tỉnh Quebec thì trì hoãn lệnh bắt buộc tiêm vaccine cho nhân viên y tế một tháng do lo ngại khủng hoảng nhân sự. Sau nhiều tuần kiên quyết rằng tỉnh Quebec sẽ áp đặt lệnh bắt buộc tiêm chủng cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe và đình chỉ những người không tuân thủ mà không được trả lương, Bộ trưởng Y tế của tỉnh là ông Christian Dubé đã lùi bước và hiện đang cho họ thêm một tháng để tiêm phòng đầy đủ. Các nhân viên y tế hiện có đến ngày 15 tháng 11 để tiêm các mũi vaccine cần thiết, hạn chót ban đầu là thứ sáu tuần này. Hiện tại thì 93% nhân viên y tế tại tỉnh Quebec đã được tiêm chủng đầy đủ, nhưng vẫn còn gần 22.000 người phải đối mặt với việc đình chỉ vì họ chỉ tiêm một liều duy nhất hoặc chưa được tiêm chủng. Bộ trưởng Dubé cho biết hệ thống y tế sẽ không thể xử lý việc mất nhiều nhân viên như vậy. Theo ông, quyết định lùi thời hạn tiêm chủng cho các nhân viên y tế là khó khăn, nhưng là một trong những điều cần thiết để tránh bước đường cùng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân Quebec. Trong thời gian đó, bắt đầu từ thứ Hai, nhân viên không được tiêm chủng đầy đủ sẽ phải xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tối thiểu 3 lần mỗi tuần. Biện pháp này đã có hiệu lực trong mạng lưới y tế công cộng, nhưng cũng sẽ được áp dụng ở các cơ sở tư nhân. Những y tá mà không được tiêm phòng đầy đủ trước ngày 15 tháng 11 sẽ không đủ điều kiện nhận khoản tiền thưởng trị giá là 18.000 đô la trong kế hoạch của tỉnh Quebec nhằm lôi kéo và giữ chân nhân viên y tá. Họ sẽ chỉ nhận được tiền thưởng nếu họ được chủng ngừa đầy đủ trong vòng 30 ngày tới. Tất cả nhân viên mới trong mạng lưới y tế sẽ phải được tiêm chủng đầy đủ. Một số tổ chức chuyên nghiệp đại diện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe, bao gồm y tá, bác sĩ điều trị hô hấp, dược sĩ, y tá thực hành được cấp phép, cho biết họ sẽ đình chỉ giấy phép của những thành viên không được tiêm chủng đầy đủ trước thứ Sáu. Nhưng Bộ trưởng Dubé đề nghị hôm thứ Tư rằng những thời hạn đó cũng sẽ được gia hạn để cho họ thêm vài tuần để tiêm phòng trước khi bị đình chỉ giấy phép.